trốn đi, nhanh lên. Này, đó là chỗ trốn của tớ chứ. 1, 2. Cậu ta sẽ không tìm thấy mình ở đây. 3, 4. Sam sẽ không bao giờ tìm thấy mình ở đây. 5, 6. Quỷ thà mà bắt, mở mắt đi tìm đấy nha. Cẩn thận đấy, tớ có 4 mắt và sẽ tìm thấy tất cả các cậu chắc ơi. Có thể ở đây không? À, cậu đâu nhỉ? Tớ nghĩ tớ hiểu rồi. Tớ biết chính xác tất cả các cậu đang trốn ở đâu. Ôi, một chút nữa. Sao? Tất cả những thứ này là gì? Sao em lại làm loạn nơi này lên vậy? Ôi dào. Sao anh cứ phải chạy theo em để dọn dẹp thế? Rồi cả mang quà cho em nữa. Có lẽ nào là vì bọn em đang chán không ạ? Bọn em chán quá anh Rock ạ. Bọn em thấy chán cả ngày, hàng ngày luôn. Bọn em đang chán đấy anh Rock. Chẳng có gì để làm ở đây cả. Ờ, vậy cơ à? Vậy tivi ở đây để làm gì? Thì rõ ràng rồi. Em nghĩ mình có một ý tưởng thú vị hoàn hảo. Chúng ta cần làm một bộ phim với TV Man. Cái gì? Với ai cơ? TV Man. Ủa, cậu là ai? Anh còn chẳng biết bạn chó đó là ai. Huống hồ cả TV Man nữa thì chịu. Không quan trọng. Chúng ta cần một nhóm sáng tạo. Sáng tạo là tên đệm của tớ đấy. Và tên của tớ thì là Ted. Ok, chúng ta có thể thử. Anh muốn trở thành một đạo diễn. Không, em sẽ là đạo diễn. Và người viết kịch bản, và người quay phim, và người thu âm. Siêu Sam là Slam toàn năng. Hả? Các bạn đâu hết cả rồi. Không có tôi trong đội, sao mà? Đúng phải, nhưng em vẫn sẽ quyết định mọi thứ. Vậy các bạn ơi, có thể cho anh biết người TV Man là ai không? Chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Ngay bây giờ ta cần mặt nạ TV. Roger, anh sẽ là chuyên gia về đạo cụ. Gì cơ? Nhưng anh muốn trở thành một diễn viên mà. Mình biết bay. Yeah. Làm lại được không nhỉ? Thích cực kỳ. Raj, để trở thành diễn viên anh cần có tài năng chứ. Được, anh sẽ chuẩn bị đạo cụ. Nhưng anh vẫn cần tiền mua. Tiền? Anh không có thùng rác hả? Ồ, ừ nhỉ. Và đó là lý do vì sao anh không đổ rác bao giờ. Tất nhiên, đó chỉ là trò đùa thôi cả nhá. Bắt đầu nào. Đây sẽ là TV của chúng ta. Ducky, tôi không cần Ducky. Tôi cần diễn viên giỏi nhất mọi thời đại. Raj, nhanh lên. Bây giờ chúng ta cần gấp nó đúng cách. Như thế này. Và như thế này. Và như thế này. Ta bắt đầu nào. Và đây là những gì ta có. Oh, Raj, anh tự làm hết ạ? Cậu thấy không, nếu Raj có thể làm được thì cậu cũng vậy. Đừng đùa cợt nữa hai người kia. Chúng ta cần diễn viên. Và anh nên làm gì? Hãy gỡ nó ra khỏi người tôi với. Được. Anh biết chúng ta cần làm gì. Ta cần màn hình. Ngay đây. Hả? Đó là tiếng gì vậy? Đúng, đúng là màn hình đó. Nó đến từ đâu nhỉ? Từ sau, hãy dán nó ngay vào đây. Tuyệt. Trông ngầu đấy. Ủa? Giờ thử xoay nào. Được lắm. Cuối cùng, đã đến thời của mình. Tôi sẽ trở thành quyền TV. Chúng ta thậm chí còn không biết gì về anh chàng này. Anh ấy sẽ là nhân vật chính hả? Ta là robot xấu xa, độc ác, ta muốn phá hủy. Hả? Đợi hắn ra khỏi nơi đây. Đúng vậy, chúng ta cần thêm một diễn viên nữa. Đừng đùa cợt, anh Roger đã đến lúc để tuyển diễn viên rồi. Không hiểu tại sao anh không thể trở thành diễn viên được đấy. Mình nên chọn ai đây? Đây thì sao? Beepop, tôi là TV Man. Em nhận ra anh đấy, Rog. Tôi không phải Rog, tôi là TV Man mà. Ồ, đó là gấu Teddy, hãy thử cậu ấy xem. Cậu ta không phù hợp với chúng ta, Sammy. Nhưng tại sao? Gì? Cậu đi đâu vậy? Nhìn này Sammy, tớ nghĩ là tớ đóng vai này rất hợp. Ok, bọn tớ sẽ gọi cậu khi sản xuất chương trình TV Lady. Nhưng thế không công bằng. Siêu, trở lại đây, anh ta là người tiếp theo. Nói với anh ấy là không. Sao lại là tớ? Cậu đi mà nói. Anh ta đáng sợ. Roger, thôi đi, bọn em biết đấy là anh mà. Anh chỉ muốn thử thôi mà. Clockman kìa. Tôi đây, Clockman. Đúng rồi, anh ấy thật sự phù hợp với anh ta. Anh ta ngầu ghê. Thời của người đã đến. Ta cũng có cả Invisible Man luôn á. Ok. Anh ấy có ở đây không? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao, đây có phải là gà không? Tôi là người sợ nhất ở đây. Cậu là người quay phim nhớ chứ? Đúng rồi, đúng vậy. Còn anh ấy thì sao? Thôi, rõ ràng là anh còn gì. Nhưng anh rất muốn làm diễn viên. Anh ấy bị gì vậy? Tớ bắt đầu tin đấy. Lạ nhở?
Chỉ là bạn không hợp với nó. Mọi người ơi, địa điểm đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu quay thôi. Ok, vậy máy quay thế nào rồi? Tất cả camera đã sẵn sàng. Người phụ trách âm thanh. Tôi đã sẵn sàng dễ rồi. Này, đây là câu của tôi. Diễn. Đây là gì? Có phải là cây không? Thật là thú vị. Yo, đừng nói về cây, chỉ cần nói thú vị. Một lần nữa. Cây thú vị, mùi cây thú vị. Bạn có thể chỉ nói thú vị không? Quay nào. Đó là một khu rừng tối tăm với cây cối rất thú vị. Hả? Cái gì vậy? Xin lỗi, anh chỉ muốn thử thôi. Anh sẽ tém lại. Rất thú vị. Điều gì thú vị? Bạn đã nhìn thấy gì? Tôi cũng muốn xem nữa. Cứ để cậu ấy tự nhiên. Chạc, 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 chạc. Gì vậy? Chạc. Ai đang phát ra âm thanh đó hả? Chạc, chạc. Này, anh bạn đồng hồ, đừng tích tắc nữa. Xin lỗi, nhưng thời gian không thể dừng lại. Vậy thì hãy tắt tiếng nó đi. Cái này là cái gì? Thú vị. Nếu tôi... Mọi người nghe thấy tiếng đó chứ? Ai đang làm điều đó vậy? Tôi không thể làm việc như thế này được. Anh đùa em đấy hả? Anh xin lỗi. Quá chuyên nghiệp. Điều đó không bao giờ xảy ra dưới sự quản lý của tôi. Ok, tất cả camera đã sẵn sàng quay. Lũ nghiệp gì? Này, cậu không nói cho tôi biết chúng ta đang làm gì ở đây. Rồi đột nhiên, họ nhìn thấy anh ta. Tại sao anh ấy lại cười? Tôi không thể làm việc với điều kiện như thế này. Này đồ ngốc, cậu đang cười cái gì vậy? Đáng lẽ cậu phải xấu xa chứ. Xin lỗi mọi người, đơn giản là tôi phấn khích quá vì được ở đây cùng các cậu thôi. Rồi đột nhiên, họ thấy người đó. Có chuyện gì với khuôn mặt của cậu ngay bây giờ vậy? Nghỉ 5 phút đi mọi người, không thể làm việc như thế này được. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi không muốn trở nên xấu xa. Tôi muốn về nhà. Sammy, anh vẫn có thể làm mà. Anh có mọi thứ mình cần. Anh có thể tự tạo cho mình một bộ trang phục. Có lẽ anh nên cố không làm hỏng bất cứ thứ gì nha. Tôi thật sự xin lỗi. Cậu bị gì vậy? Này, hãy ngừng lại đi. Không được không nữa. Bình tĩnh lại, tôi sẽ làm cho cậu màn hình màu mới. Thật à? Cảm ơn cậu. Tốt hơn rồi, diễn nào. Đó là TV Man. Người không thoát khỏi ta được đâu. TV Man. Tới nào. Này, chờ tôi với, mọi người ơi. Các bạn đang ở đâu vậy? Nào, mọi người. Đây là một kiệt tác. Đúng thế, quá đỉnh. Dừng máy quay đi. Đúng, xin lỗi. Và sau đó, họ bỗng nhiên gặp một người còn đáng sợ hơn cả TV Man. Tên của anh ấy là Đầu Đỏ. Gì vậy? Nhưng tên tôi là Đầu Xanh mà. Gì cơ? Đầu Xanh á? Nhưng tóc em màu đỏ. Đây có phải là lần đầu tiên bạn làm phim không? Linh hoạt lên, meta lên chứ. Chúng tôi biết rõ meta là gì mà. Sam, meta là gì? Có phải kẹo không? Tôi không chắc. Có lẽ anh ta cần trang điểm hay gì đó. Ha ha ha, ta cũng sẽ bắt cả người. Đừng có nói nhảm. Ai mà mạnh miệng thế? Hả? TV Man? Đâu đó? Tôi không biết cậu đóng phim này. Rất vui khi được gặp ông, chiến hữu ơi. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Các anh nghĩ mình đang đi đâu đây? Bảo vệ, bắt họ lại. Tôi cũng làm bảo vệ đấy. Giấu cậu đấy hả? Đi chỗ khác đi. Mọi người đi cả rồi, nhưng thời gian sẽ mãi mãi ở lại. Xin lỗi các bạn, tôi quá mệt mỏi với việc làm bộ phim này rồi. Tôi không muốn làm đạo diễn nữa. Tôi cần một kỳ nghỉ. Được rồi Sammy, thư giãn đi nào. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. TV Man. Không phải bọn tôi, Sammy. TV Man. Mọi người ơi, cái đó không thể hay hơn chút nào. Mọi người, Roger. Được rồi Sammy, mọi thứ đều ổn. Cảm ơn anh. Mọi người ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu. Đây là TV Man thật đấy. Ở đâu? Lòng vũ của tôi. TV Man. TV Man. Thời gian của người đã hết Sam, giờ là thời của ta. Đợi một chút, đến lượt tôi chứ. Không, thầy của tôi chứ. Thầy của tôi. Thầy của tôi.
Đến là tôi rồi. Các người có thể ngăn chặn TV Man, nhưng không ai có thể ngăn chặn được thời gian. Tôi không chắc về điều đó đâu nhá. Vậy là xong. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi, bạn bè. Này, dừng lại. Đó là câu của tôi chứ. Đăng ký kênh của chúng ta và thích video này. Tạm biệt. TV Man. TV Man.